Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Thi để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai tàn ha. Tàn rất là đẹp nha quý vị. À, xù cũng có luôn ha. À, thấy cành đẹp đẹp không à quý vị. À, chào Thi. Dạ em chào anh Tấn, chào quý cô chú anh chị trên cái và các bạn trên kênh Mai Vàng Quay Dừa. Thì hôm nay em có đem về là 30 mấy cây mai dẻo Thủ Đức để được giao lưu cùng cô chú anh chị mình. Thì địa chỉ của em hôm nay là ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại em thì em để trên tiêu đề. Em rất mong là cô chú anh chị xem video clip và ủng hộ cho em, cảm ơn nhiều ạ. Hôm nay là mình vào mã số 1. Rồi mã số 1. Rồi mã số 1 thì chiều cao nó tầm khoảng 1,5 m nha quý vị, còn tán ngang thì khoảng 1,3 m ha. Thì hình thức cái đây là bao xếp em cho quý vị vẫn là bao xếp toàn quốc luôn. Rồi dàn xương ha. Cũng là chậm chậm cho quý vị xem kỹ dàn xương ha. À, xương thì quá xá rồi. Rồi qua anh. 22 qua. Giao lưu nhiêu đây em? Giao lưu với giá là 1,4 triệu. Rồi 1,4 triệu. Bao ship luôn. Rồi xuống cây. Mã số 1. Hai người quá. Rồi tiếp tục. Mã số 2. Đi rồi mày. Số 2 đâu? Rồi ai lên mã số 2. Số 2 đây. Rồi mã số 2 đây quý vị. Đây mã số 2 ha. Sẵn mấy cục rồi, tán ngang em này chắc cũng khoảng tầm 1,3 m. Rồi cao em này 1,7 m nha quý vị. Đó, xương em nói nè. Thì em này có đặc điểm ở trong thân nó là nó u u nần nần như cái mắt te đó ha. U u rồi vậy. U u y như cái mắt te nè, nhìn thấy lạ mắt. Rồi hoành nhiêu đây? 20 hoành. Rồi 20 hoành. Giao lưu nhiêu đây em? Giao lưu giá 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu bao ship luôn. Rồi xuống cây mã số 2. Rồi tiếp tục mình lên mã số 3 luôn. Số 3 đây nè. Rồi mã số 3. Rồi số 3 mình khi mình lên số 3 ở ngoài mình kiếm số 4 trước ha. Đây mã số 3 đây quý vị, thì tán ngang cũng khoảng 1,3 m luôn ha. Rồi cao tầm 1,5 m. Đây dàn xương em đó. Quá sát xương ha. Xương đều ha, thấp thân thấp luôn ha. Rồi, 19 quanh. 19 quanh. Em giao lưu với giá 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu. Rồi mình xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 4. Đây mã số 4 quý vị. Rồi quá tán ngang xương. Em này khoảng tầm 1,3 m đến 1,4 m ha. Đến 1,3 m là chắc. Còn cao thì khoảng tầm 1,7 m. Đó. Dàn xương đẹp ha. Nãy giờ cây nào dàn xương cũng đẹp hết. Đó, đặt ngẹt thoát thân thấp luôn. 22 hoành. Hoành thì 22. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Này em giao lưu giá 1,5 triệu. Rồi 1,5 triệu. Rồi xuống cây số 4. Rồi tiếp tục là mã số 5. Rồi mã số 5 đây quý vị. Rồi mã số 5 tán ngang em này chắc khoảng tầm 1,3 m luôn. Đó. Còn cao tầm khoảng 1,5 m. Rồi xương em nói nè. À. Cô chú anh chị mình mà có nhu cầu trồng số lượng nhiều thì cứ alo số điện thoại trực tiếp trên tiêu đề, em có giá sỉ bỏ cho cô chú anh chị mình trồng luôn nha. Rồi, hoành nhiêu đem? 22 hoành. Rồi, 22. Cây này có cái củ tròn tròn này ha. Đó, có cái rễ bự nằm trên đó luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Em giao lưu với giá là 1,4 triệu. Rồi, 1,4 triệu. Rồi, xuống cây, mã số 5. Rồi, tiếp tục là mã số 6 luôn. Rồi mã số 6 đây quý vị. Rồi mã số 6 thì tán ngang em này thì nó khoảng tầm 1,1 m ha. Còn cao thì mình lấy 1,7 m. Lấy 1,7 m cao ha. Rồi xương. Xương cũng đặt hết trơn ha. Khít không nào quý vị. Rồi hoành nhiêu đây em? 21 hoành. 21 hoành. Cho luôn nhiêu em đây? Lâu lâu với giá là 1,3 triệu mã số 6. Rồi 1,3 triệu cho mã số 6. Rồi mình xuống cây. Rồi tiếp tục mình lên cây mã số 7 luôn. Rồi lên cây mã số 7. Rồi mình chỉnh cái cây cho nó đứng lên ha. Rồi mã số 7 này thì tán ngang em nó khoảng tầm 1,2 m nha quý vị. À, dàn xương quý vị xem xương em nó ha. Rồi cao lấy 1,7 m nha quý vị. 1,7 m cao ha. Đó. Thì cái này cái thân thì cũng giống như cái cây mã số 2 vừa rồi hay gì đó quý vị, trong mình nó mắc u nần ha. À, vậy đó. 19 hoành. Đây hoành thì 19. Giao lưu như đây em? Giao lưu với giá là 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu.
Rồi mình xuống cây luôn. Rồi mình lên cây tiếp theo luôn. Rồi mã số tiếp theo là số 8 ha. Rồi số 8 tán ngang khoảng 1m3 luôn. Đó, vàng xương quý vị thấy là quyết quyệt luôn. Đó, xương là bao đẹp luôn. Ngẹt luôn ha. Còn cao thì em này khoảng 1m6 cao. Xương đặc ngẹt. Đó. 20 hoành. Hoành 20. Em giao lưu với giá 1,5 triệu. Rồi 1,5 triệu. Bao ship luôn. Hết sức xương luôn. Quá trời vàng xương của chú anh chị. Rồi xuống cây. Lấy cái cây ra cho chị. Rồi mã số tiếp theo số 9. Anh Hai vô nghe máy giùm em cái, nói em đang quay clip xíu em gọi lại. Mã số 9 thì tán ngang em này khoảng tầm 1m2 nha quý vị. Đó, quý vị xem xương ha. Rồi cao em này khoảng tầm 1m7. Rồi quý vị xem lại một lần nữa ha. Xương đó. Rồi quanh như em 18 quanh. 18 giao luôn như em. Em giao luôn với giá là 1,2 triệu. Rồi 1,2 triệu. Mã số 9. Bao ship luôn. Rồi mã số 9. Này mã số 9 nha quý vị. Rồi mã số 10. Số 10 đâu? Rồi số 10 ở đằng kia. Rồi số 10. Đây mã số 10 nhưng số vừa rồi là số 9 nha quý vị. Rồi mã số 10 thì tán ngang em nói thì khoảng tầm 1m2. Rồi cao 1m7. 7 ha. Rồi vàng xương. Xương nè, cũng chia cũng đều quý vị. Ha. Rồi quanh như em 20. 20 quanh. Giao luôn nhiêu đây? Em giao luôn giá 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Rồi mã số này là số mấy thì? 11. Rồi mã số 11. Rồi tán ngang khoảng 1m3 quý vị. Rồi quý vị xem vàng xương. Em này nó cũng chảy u trong nách. Rồi lát nữa mình cho kiểm tra u cái nách nó ha. Rồi cao khoảng tầm 1m7. Rồi xương luôn. Quả xá xương luôn nè. Đó quý vị. Quanh 20 quanh. Đây cái nách nó đây. Đây nó vàng luôn. Cục. Bể ha, bể một cục bự chẳng. Giao lưu giá 1,5 triệu. Rồi 1,5 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số 12. Rồi 12 em này tán ngang khoảng 1m2. Rồi cao tầm khoảng 1m5. Đây đỉnh nó đây, xương luôn. Hỏi gì xương em nó đây ha. 21 hoành. Hoành thì 21. Giao luôn nhiêu đây em? Giá 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi mình xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 13. Lên mã số 13. Ê mã số 13 đây quý vị, tán ngang em này chắc khoảng tầm 1m2 ha. Cây thì thoát thân nào cũng thấp thấp hết trơn ha, dàn xương chia nè. Cây này thì dàn xương sẽ ngang. Rồi cao tầm khoảng 1m4 nha quý vị. Đó. Xương sẽ ngang ha. 21 hoành. Hoành thì là 21. Giao luôn nhiêu em? Em giao lưu với giá là 1,4 triệu. Rồi 1,4 triệu. Bao ship cho quý vị là toàn quốc luôn. Rồi mình xuống cây. Rồi mình lên cây tiếp theo luôn. Mã số 14. Rồi mã số 14 này thì tán ngang khoảng tầm 1m2. Xương quý vị xem ha. Đây xương em nó nè. Rồi cao tầm chắc khoảng 1m4 nhưng quý vị. Cây này không phải nó nghiêng nhưng quý vị tại cái bầu. Cái bầu nó nghiêng á. Đó. 22 hoành. Hoành thì 22. Rồi giao luôn nhiêu đây? Giao luôn với giá là 1,4 triệu. Rồi 1,4 triệu. Rồi mình xuống cây. Rồi lên cây 15 luôn. Rồi mã số 15. Em này tán ngang khoảng 1m3 quý vị. Cái em này à, cái thân mắc tre mắc trúc lắc lượng luôn. Giống như cây hồi nãy vừa rồi ha. Cây này ngang 1m3, cao cũng khoảng 1m3 luôn. Rồi dàn xương nè. Đó, cây đỉnh thì có chút xíu siêu ha. Cái này mình vô đi chuột nè cái mình nè. Đó quý vị thấy không? Tay cành này khích rịch. Đó. Mình thì uống nghéo lắc đó. Không phải lắc mà nó u nần nần. Quanh nhiêu đêm? 20. Rồi ném qua cái anh ha. Quý vị xem cái nè. Đó nhìn lạ mắt ha. Giao lưu giá 1,4 triệu.
Rồi triệu tư rất là mắc. Rồi xuống cây. Tay cành quá đẹp. Whip luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mấy? Mã số 16. Rồi mã số 16. Rồi né qua xe qua luôn. Rồi tán ngang em này chắc khoảng tầm 1 mét. Rồi cao thì khoảng tầm 1,5 mét nha quý vị. Cây này nãy mùa này thì mình tính không có quay nút nụ cho quý vị mà theo siêu mà cây này thì nụ quá xáo luôn, nghẹt hết trơn luôn ha. Đặt nghẹt luôn nè. Đó, nghẹt luôn ha. 17 quanh. Rồi quanh 17 giao luôn nhiêu đem? Em giao luôn với giá là 1,2 triệu. Rồi 1,2 triệu ha. Đây thì nụ quá xá rồi. Rồi siêu xuống nụ. Cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn quý vị. Quý vị đợi xíu nha, để xa, để cây nó hơi xa xa đằng kia ha. Đó. Kiếm không kịp mã số thì lên mã lại luôn đi, bán này mã số mà. Rồi mã số tiếp theo luôn. 10 mấy đây? 17. Rồi 17 thì mình chuẩn bị mã số 18 đi nhé. Rồi 17 tán ngang. Em nói thì khoảng 1,3 luôn nhưng quý vị. Đó, xương nó xè nè, xè nè. Phân bố cũng đều ha. Em này cao lấy 1,7 thôi nhưng quý vị. Ở ngoài thì nó khoảng 1,9 đó ha. Đó. Đây 1,7 cho quý vị. Rồi quanh nhiêu em? 20. 20 quanh. Giao lưu nhiêu đây? Em giao lưu với giá là 1,4 triệu. Rồi 1,4 triệu. Quá trời vàng xương quá đẹp luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi mình lên cây 18 luôn. Lên một mình nổi không? Làm mai rất là lực. Quá sữa quá xá mạnh luôn. Rồi mã số 18 ha. 18 thì tán ngang khoảng 1,2 m. Tức là anh chị em mà làm mai cái ai cũng mạnh á. Thiên mai cái mạnh tay luôn. Có lực luôn á. Lực luôn, tại cơ nổi cuộn cuộn luôn. Rồi cao khoảng 1,5 m. 19 quanh. Quanh thì 19. Giao luôn nhiêu đây? Giao luôn với giá là 1,2 triệu. Rồi 1,2 triệu bao luôn. Ship luôn nha quý vị. Cây này nó có chân đế đẹp. Đó thì có thể nổi sẵn rồi ha. Rồi lên cây tiếp theo là 19. Rồi mã số 19 nè quý vị. Tán ngang khoảng 1,3 m luôn. Rồi xương quý vị xem ha. Tóc thân thấp luôn ha. Này xương em nó nè. Cũng quá xá luôn ha. Đó. Rồi ra từ xuống vậy xem ha. Rồi quanh mình đó được nhiêu em? 21 quanh. 21 quanh. Rồi em vô lưu với giá 1,4 triệu. Rồi 1,4 triệu. Mã số 19. Rồi mình xuống cây. Anh hai vô lấy cái điện thoại ra mẹ em cái sòn nó số... gọi mà nó bấm bậy nó bấm tắt không. Mã số 20 đi quý vị. Đây mã số 20 thì tán ngang em này chắc cũng khoảng tầm 1,2 m ha. Rồi xương nè. Rồi cao chắc tầm khoảng 1,4 m nhưng quý vị. 1,4 m ha. Rồi quanh nhiêu em? 19 quanh. Quanh thì 19. Em giao lưu với giá là 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu. Rồi mình xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Rồi mã số hình như là 21 phải không? Lấy cây ra chị đi. Đi bên đây nè. Rồi mã số 21. Rồi tán ngang khoảng 1,3 m nha quý vị. Rồi xương em nói quý vị xem ha. Đó. 22 quanh. Quanh thì 22. Giao luôn nhiêu em? Em giao luôn với giá là 1,4 triệu. Rồi 1,4 triệu. Rồi. Dạ, xuống con cây. Con để rồi mã số tiếp theo luôn là 22 ha. Để rồi. 22 thì tán ngang em này chắc tầm khoảng 1,1 m nha quý vị. Rồi dàn xương em nó quý vị xem ha. Đó, mình rào cũng chậm quý vị xem ha. Còn cao thì tầm khoảng 1,5 m nha quý vị. Đó. Rồi quanh nhiêu em? 18 quanh. 18. Rồi giao luôn nhiêu em? Giao luôn giá 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu bao ship cho quý vị luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 23. Rồi 23 thì tán ngang khoảng 1,2 m nha quý vị. Cây này không phải siêu mà phải cái bầu nha quý vị. Vì trồng quý vị chỉnh lại cho nó đứng lại ha. Giúp ha. Cây này đứng vậy. Rồi cao khoảng 1,3 m đến 1,4 m. 1,3 m cho chắc luôn đi. 19 quanh. Quanh thì 19. Em giao lưu với anh 1,3 triệu. Rồi giao lưu 1,3 triệu. Rồi xuống cây. Mã số 23. Không ngại tông được. Rồi mã số tiếp theo là 24.
rồi 24 tán ngang khoảng tầm 1m2 luôn quý vị. Rồi xương đó ha. Đó, mình cũng quay chậm chậm quý vị xem xương ha. Cao à. Kéo rà ha. Rồi em này cao tầm khoảng 1m6 nhưng mà quý vị. Đó. Hoành nhiêu vậy em? 18. Hoành 18. 18 hoành. Giao lưu giá 1.2 mã 24. Rồi, giao luôn 1.2. Đây, mình xuống cây. Linh luôn anh. Ủa cha bước vô có hộp sọn đâu chứ. Rồi mã số tiếp theo là 25. Rồi 25 thì tán ngang em này thì mình ước lượng nó khoảng tầm 1m3 nha quý vị. Rồi xương nó là đây quý vị. Đó. Vậy xem xương ha. Rồi cao khoảng 1m5. Hoành nhiêu vậy em? Hoành 20. 20 hoành. Giao luôn với giá là 1.3. Rồi 1.3. Rồi xuống cây. Rồi lên 26 luôn. 25 á mẹ. Mã này mã 26. Rồi mã số 26. Rồi tay cành xè ngang không ha. Rồi khoảng tầm ngang khoảng 1m3. Xè ngang đẹp nè. Đó. Cao thì khoảng tầm 1m4 nha quý vị. 20 hoành. Hoành 20. Mình giao lưu với giá là 1.4 triệu. Rồi giao luôn 1.4 triệu. Cho mã số 26 ha. 26. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 27. Mình chỉnh cái cây đứng lên cái giúp giờ. Khoan, em rút cái cây ra. Cũng còn nghiêng bên bả nó, chiên bả nó. Rồi tán ngang em này thì tầm khoảng 1m3 nhưng quý vị. Rồi xương nó đây. À, cây nào cũng thôi, cây này dàn xương ở dưới. Quá quýt luôn. Rồi xương dài dài lên. 22 hoành. Hoành 22 ha, cao 1m7 nha quý vị. Rồi giao luôn nhiêu em? Giao luôn giá 1.5 triệu. Rồi 1.5 triệu. Rồi mình xuống cây luôn. Cái em này nách nó cũng bung bung. Rồi bung nách. Rồi mã số tiếp theo. Đâu? Vô 27. Rồi đâu 28 đâu? Đưa lên. Lâm bắt. Nếu mà kiếm chậm có mã số rồi anh cứ cho mã số khác lên đi. Rồi mã số 28. Rồi mã số 28 thì tán ngang em này chắc khoảng 1m nhưng quý vị. Rồi xương em nó nè. Cây này thì cũng u nần nần, cũng mắc te mắc trúc vậy đó ha. 20 hoành. Rồi hoành 20 thì cao. Em giao lưu với giá là 1.3 triệu. Rồi giao lưu là 1.3 triệu. Dạ luôn. À 1.3 triệu ha. Dạ gửi rồi anh, em đang quay clip xíu gọi lại cho. Mã số 28. Rồi mình dạ lên dạ. Cây 29 luôn. Rồi mã số 29. Mã số 29 đây quý vị. Rồi mình chỉnh cái cây cho nó đứng lên giúp cái ha. Đưa lên hơi lố qua đây rồi đó. Ừ, đúng rồi. Rồi tán ngang khoảng tầm 1m nha quý vị. Rồi xương em nói ha. Đó. Rồi cao tầm 1m6 đến 1m7. 18 của anh. Rồi từ từ đợi anh xíu, anh rà đường thân cho quý vị xem tay cạnh ha. Hoành thì 18. Rồi cái này cái nắp em xây cho anh coi cái nắp đó bên kia kìa. Thấy nó bể nhiều quá nè. Nó bể bên đây nó cũng vậy luôn. Nước này nước nắp ha. Đó, đây nó có cục luôn, nó chảy luôn nè. Vậy là xù chắc rồi đó. Nhưng vậy là chắc ăn xù rồi đó. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Em giao luôn với giá 1.5 triệu. Rồi 1.5 triệu đựng cây mai xù cái nắp ha. Vậy chảy rồi. Rồi mình xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 30. Rồi 30 ha, tay cành xè ngang. Rồi tán ngang thì khoảng 1m3. Cái cây này bứng cái bầu sao mà hết biết cái bầu. Rồi xếp cái tiền bầu không hết rồi, hết tiền. Xếp tiền bầu bằng tiền cây luôn. Rồi ngang 1m3, tay cành xè ngang ha. Rồi cao này 1m7 nha quý vị. 1m7 cao. Đó. Rồi hoành nhiêu em? 21 hoành. Rồi hoành thì 21. Giao luôn nhiêu em? Giao luôn giá 1.5 triệu. Rồi 1.5 triệu. Toàn whip luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 31. Rồi mã số 31 này một em cũng là cái thân cũng giống như mắc tre mắc trúc hen u nằm bên trong ha. Mắc thân thấp luôn. Rồi tán ngang em này mình ước lượng nó khoảng tầm 1m1 nhưng quý vị. Đó nè thân nè. Nó u nằm nằm ha, giống như cái mắc tre mắc trúc ha. 20 hoành. Hoành 20. Thì cao khoảng 1m5. Rồi giao luôn như em? Em giao luôn với giá là 1.4 triệu. Rồi 1.4 triệu cho quý vị. Rồi mình xuống cây ha. Đó. Rồi mã số tiếp theo luôn là 32.
Rồi 32 đây quý vị. Đó. Mã số 32 ha, tán ngang khoảng 1m3. Rồi xương quý vị xem luôn. Đây, xương em nói ha. Rồi, cao thì 20 khoảng 1m5, hoành 20. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Giao lưu với giá là 1 triệu 3. Rồi, 1 triệu 3 bao ship tới nhà luôn, toàn quốc. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 33 mình lên luôn. Số 33. Rồi, mã số 33, tán ngang thì tầm khoảng 1m nha quý vị. 1m ha. Rồi, dàn xương em nói nè, phân bố đều, cao 1m7. À, 1m7 tới mút đọt 1m7 ha. Hoành nhiêu vậy em? Tính 22 đi anh, dưng rồi, tính 52. 22 hoành. Giao lưu nhiêu em? Em giao lưu với giá là 1 triệu 2. Rồi, 1 triệu 2. Rồi, mình xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số mai xù. Quá trơn luôn, cô chú anh chị ơi. Xù từ trên dưới luôn. 34 ha. Dạ. Đó, đây. Xe khúc xù cho quý vị xem giáp luôn nè. Giáp vòng luôn nha. Đó. Này là xù nặng rồi đó, chạy là... dài dài bự. Cái này là nó chảy một bệt bằng 3-4 ngón tay luôn. Ngón tay rồi đó. Rồi, em cứ cho cái hoành em nói ha, hoành nhiêu em? Hoành 20. Hoành 20. Em giao lưu với giá là 2 triệu rưỡi. Rồi, 2 triệu rưỡi nhưng mà để mình cây cái dàn xương ở trên. Dàn xương cũng rất là đẹp luôn. Đó, xương cũng đều nè, trên đây nó cũng đã chảy rồi, trên cái nách trên đó nó có gì đó, nghe đó ha. Đây nè, nó chảy toàn thân. Chảy trên đó rồi đó, lên trên đó rồi đó. Đây cao khoảng 1m7 đến 1m8 nha quý vị. Rồi, giá của mình là 2 triệu rưỡi anh. 2 triệu rưỡi nha quý vị. Đó, được cây mai xù, xù cũng nhiều lắm nha. Rồi, xuống cây. 35. Rồi, mã số tiếp theo là 35. 35 thì cây này tán ngang khoảng 1m4. Nó cao thì khoảng tầm 1m6. Cây này thì chân nách nó cũng bung, để nó bể hết trơn. Kiểm tra cái ha. Cây này mình dàn xương dưới đây thì đặt nghẹt rồi ha. Đây, hoành. Nó cũng bung, nó bể. 25 hoành. 25 hoành. Nói chung là này, cái hiện tượng bung nách thôi. Nó bung nách. Nó nói là hả này hình có không có báo. Em không có báo xù nhưng mà em thấy là nó bung nách. Nứt nách thôi ha. Đi xù này không có bác. Đó, vậy đó. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Giao luôn giá 2 triệu. Rồi, 2 triệu. Mã số 34. Xuống cây luôn. Mã số 35. 35. Rồi, mã số 36. Mã số 36 này mới xù nè. Dạ, đây lên một cây xù nữa. Xù ha, rồi để mình kéo cái tán ngang với chiều cao tay cành quý vị xem trước ha. Em này thì cao khoảng 1m7, còn ngang thì khoảng 1m1 nhưng quý vị. Đây, chiều cao nó đây ha. Rồi, xương nè quý vị. Kéo dài dài xuống ha. Tắt nữa kéo vị trí xù cho quý vị xem cái ha. Đây. Này. Xù ngay cái này ha. 21 hoành. Đây, để em quay. Em nói chung là xù nhưng mà cũng nhẹ ha, nhẹ. Không nặng bằng cây xù hồi nãy ha. Nó có đế luôn. Rồi, dĩ nhiên cây nào cũng có đế, quan trọng đế đẹp hay đế xấu thôi. Chứ mình đây không có thông cái khác ha. Em cũng không khác. Giao lưu nhiêu đem? Em giao lưu với giá là 1 triệu 6. Rồi, 1 triệu 6. Mã 30 36. 6. Rồi. Xuống cây. 37. Rồi, mã số tiếp theo là 37 đây quý vị. Rồi, mã số 37 này tán ngang em này chắc khoảng 1m3 đến 1m4 ha. Còn cao thì tầm khoảng 1m7. Đó, xương thì dừng lại xương. Quá đẹp luôn. Xương như quý vị ha. Dàn xương quýp quýp luôn anh chị ơi. Đó, xương thì cũng nghẹt hết trơn nè. Quá sát xương luôn ha. Rồi, hoành là 23 hoành. 23 hoành. Đó, xương thì ôi quá sát. Rồi, cái này mình giao lưu như giao lưu với giá 1 triệu 8. Rồi, mã 37. 8. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục là mã 38. Rồi, mã số 38 thì tán ngang em này rộng nha. Em này tán ngang em này chắc khoảng 1m5 rồi quý vị. Rộng thênh thang luôn. Đó, thoát thân thấp ha. Em này nó cũng bể da. Đây, từ trên dưới thì, luôn. Nói chung xù thiệt nè. Đó. Để cũng giáp vòng luôn. Rồi, hoành thì 20 ha. Đây, bên đây nữa nè, trời cục cục. À, để lát nữa anh kiểm tra lại thêm phần đó ha. Cao khoảng 1m6 như quý vị. Tán ngang xè tay cành xè ngang đẹp nè. Ờ, à, dựng cái cây bên kia lên giúp giùm cái. Rồi, xe cái thi. Đó, đó, bên kia nữa. Bên giáp vòng luôn. Bên này cũng có luôn ha. Nữa đi em, nữa xíu đi. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Giao lưu giá 2 triệu. Rồi, 2 triệu nhưng quý vị.
Rồi xuống cây. Rồi lên cây. Rồi mã số 39. Rồi mã số 39 thì tán ngang em này cũng khoảng 1m3. Rồi cái gì xem dàn xương em nó ha. Đó, xương em nó đây. Rồi cao khoảng 1m7 đến 1m8 nha quý vị. Nhưng mà ship xa chứ quý vị thì lấy 1m8, 1m7 thôi nha. Thì quy cách ship cây của điện nó ship 1m7 chứ quý vị à. Rồi Quanh, nhiêu đêm? 19 Quanh. 19 Quanh, giao lưu nhiêu em? Em giao lưu với giá là 1,5 triệu. Rồi 1,5 triệu. Này nó cũng nứt nách tùm lum hết. Hết cây cho em. 39 là mã cuối cùng của clip. Rồi 39 là mã số cuối của clip nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạn alo cho em thấy. Rồi quý vị xem nếu chưa bấm đăng ký, bấm cái ủng hộ kênh giúp mình nha quý vị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau. Rồi xuống cây.